Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 28 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị, mưa chồng mưa, bão chồng bão, lũ chồng lũ tiếp tục xảy ra đối với cả phía Trung Quốc, khiến cho thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành phía Nam, phía Đông của Trung Quốc ngập chìm trong biển nước lũ, làm cho chính quyền ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng bão tố tiếp tục đổ bộ vào phía Trung Quốc khi hôm qua kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết cơn bão số 13 chưa tan thì cơn bão số 14 tiếp tục ập vào phía Trung Quốc mang theo một lượng mưa khổng lồ từ trên trời dội xuống làm cho tất cả các cung đường ở thủ đô Bắc Kinh bị phong tỏa. Những ngôi nhà cao từ 6 đến 7 tầng đều bị ngập chìm trong biển nước lũ. Bây giờ đường xá thì biến thành sông, sông thì biến thành biển, người dân thì bị cô lập. Có thể nói rằng, tình hình mưa bão phía Trung Quốc đang vô cùng căng thẳng và đây là một điều tồi tệ đen tối đang xảy ra đối với cả phía Bắc Kinh. Nhiều người cho biết rằng đây chính là nhân quả báo ứng mà mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời được cho là vẫn tiếp tục ra tay trừng phạt Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình để bảo vệ thế giới. Kính thưa quý vị, theo tờ báo Thái Lan cho biết thì tình hình mưa bão của Trung Quốc ngày một tồi tệ hơn khi ngày hôm nay là ngày thứ 36, Trung Quốc chưa biết tới ánh sáng của mặt trời. Mặt trời vẫn chưa xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành phía đông cùng phía nam của phía Trung Quốc làm cho cuộc sống bị đảo lộn. Điện, đường, trường, trạm thì bị phong tỏa, tất cả những khu tự trị thì bị ngập chìm trong lũ lụt. Cảnh báo sóng thần động đất xảy ra khắp mọi nơi, nhất là ảnh hưởng nghiêm trọng tới siêu đập Tam Hiệp, một trong những con đập lớn nhất của phía Trung Quốc cũng là siêu đập lớn nhất trên thế giới. Nhưng bây giờ, siêu đập Tam Hiệp trở thành một trong những tử huyệt chết người của chính quyền ông Tập Cận Bình khi mà bão chồng bão, mưa chồng mưa vẫn cứ tiếp tục xảy ra đối với cả phía Trung Quốc đại lục. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam cho biết, thì lượng mưa đo được tại nhiều tỉnh thành lên tới 500-600mm. Đây là một lượng mưa vô cùng lớn. Theo ước tính, khoảng 1.000 năm nay, Trung Quốc mới phải đón nhận những trận mưa bão và lũ lụt tồi tệ như bây giờ. Người ta cho rằng, ngày tàn của Trung Quốc đang đến rất gần, bởi những tội lỗi mà Trung Quốc gây ra cho thế giới là không hề nhẹ, giống như việc Trung Quốc đã cướp đi Biển Đông và phát tán ra dịch bệnh COVID-19, để bây giờ mẹ thiên nhiên ra tay trừng phạt bởi những trận mưa to gió lớn. Có một thông tin vô cùng buồn cho phía Trung Quốc, khi cơn bão số 13, 14 chưa tan thì nhiều khả năng trong 3 ngày tới Bắc Kinh phải đón nhận thêm một cơn bão số 15. Và đây là một trong những thông tin không vui cho chính quyền ông Tập Cận Bình, nhưng lại là thông tin rất vui cho nhiều nước trên thế giới. Bởi vì Trung Quốc đang làm mất đi lòng tin đối với cả cộng đồng trên hành tinh này. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng Trung Quốc đang gặp không biết bao nhiêu khó khăn khi mưa to gió lớn liên tục đổ bộ vào Bắc Kinh trong 36 ngày đêm qua. Vậy vì sao Trung Quốc lại gặp nhiều mưa bão đến như vậy? Trong khi các nước xung quanh Trung Quốc như Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Singapore, Mông Cổ, Hàn Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Nhật Bản không hề có một cơn mưa bão nào. Thì xin thưa với quý vị rằng, từ trước chúng tôi đã thông báo thì do mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời ra tay trừng phạt Trung Quốc, cho nên Trung Quốc gặp nhiều điều nhân quả báo ứng là chuyện hiển nhiên mà thôi. Thảm họa mưa lũ đã cướp đi nhiều sinh mạng ở Trung Quốc, cảnh báo khí hậu đang có những diễn biến cực đoan trên hầu hết các tỉnh thành như Vũ Hán, Vân Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên và đây là một điều vô cùng tồi tệ. Trung Quốc thì nói rằng trận mưa lũ trong những ngày vừa qua đã xuất hiện từ nhiều nguyên nhân. Tất cả là do phía chính phủ Bắc Kinh cho xây dựng hàng loạt những con đập chắn ngang con sông Dương Tử, sông Hoàng Hà, sông Mê Công, sông Hồng để bây giờ chúng phải gánh chịu một điều vô cùng tồi tệ. Đó chính là hậu quả xây dựng tràn lan những con đập để chắn dòng nước làm cho các nước vùng hạ lưu như Thái Lan, Campuchia và Lào gặp vô vàn những khó khăn tại dòng nước sông Mê Công. Các chuyên gia Trung Quốc bác bỏ nhận định từ truyền thông nước ngoài rằng trận mưa lũ lớn ngàn năm có một ở tỉnh Hà Nam, Phúc Kiến, Hồ Bắc ngày hôm qua là do đập của phía Trung Quốc ngăn nước, còn phía Trung Quốc thì vẫn tin rằng họ làm là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng theo các chuyên gia thủy văn, thủy lợi và chuyên gia xây dựng hàng đầu trên thế giới cho biết, tất cả là do những chính sách sai trái của phía Trung Quốc gây ra. Đó là do xây dựng tràn lan, do chặt phá cây rừng và do thiết kế điện, đường, trường, trạm không được hài hòa.
Chính vì vậy mà bây giờ thiên nhiên đang vùi dập Trung Quốc. Các chuyên gia nói có nhiều nguyên nhân gây ra lũ lụt, ví dụ như địa hình ở nhiều tỉnh Phúc Kiến, Hà Nam, Quảng Đông, Quảng Tây là vùng trũng thấp và nhiều núi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là hệ thống thoát nước hiện nay ở Trung Quốc không được thiết kế cho những trận mưa như chút nước nghiệt ngã trong những ngày vừa qua. Giám đốc Viện cấp vấn đề về môi trường ở Bắc Kinh nói rằng, việc xây dựng các con đập sẽ có các vấn đề liên quan tới hệ sinh thái của Trung Quốc và làm cho các hệ sinh thái này bị biến đổi. Các chuyên gia của phía Trung Quốc cho rằng trận mưa lũ ngàn năm có một xảy ra quá đột ngột nên các hệ thống hồ chứa không kịp phản ứng. Ngoài ra thì các con đập này vừa mới xây xong cho nên nó không có khả năng phòng chống được lũ lụt. Chính vì vậy mà nó đã làm cho một lượng lớn ở thượng nguồn bị phá vỡ và làm cho Trung Quốc đại lục rơi vào cảnh ngập lụt trên diện rộng. Chính quyền ông Tập Cận Bình thì cho biết phải làm sao khi mà mưa to gió lớn đang xảy ra ở khắp mọi nơi. Kính thưa quý vị, có một cái thông tin mà hôm nay chúng tôi mới cập nhật được tờ báo Bắc Kinh cũng liên quan tới Trung Quốc. Đó là căng thẳng với vùng biên giới giữa Tây Tạng và nhiều nước trong khu vực, trong đó có Ấn Độ, cho nên chính quyền ông Tập đang lên kế hoạch đầu tư 146 tỷ đô để xây dựng điện, đường, trường, trạm ở Tây Tạng. Được biết, Tây Tạng là một trong những vùng núi cao nhất của phía Trung Quốc giáp danh với cả Ấn Độ. Nơi đây thường xuyên xảy ra tranh chấp căng thẳng ở vùng biên giới, dẫn đến đụng độ giữa quân đội của Bắc Kinh và quân đội của New Delhi. Trung Quốc đang cho kế hoạch xây dựng hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ, khoảng 146 tỷ đô la Mỹ và đầu tư cơ sở hạ tầng ở Tây Tạng, bao gồm các dự án cũ và mới trong bối cảnh mà căng thẳng biên giới leo thang giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Các nguồn tin cho hay hôm qua ông Tập Cận Bình đã đích thân lên vùng Tây Tạng để thăm nội chiến ở đây. Ông cho rằng sẽ dốc toàn lực cho quân đội và quốc phòng đầu tư tới 146 tỷ đô để xây dựng điện, đường, trường, trạm, xây dựng các cơ sở hạ tầng, trong đó có xây dựng các căn cứ quân sự nhằm khống chế Trung Quốc và khống chế Ấn Độ. Trong cuộc họp cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tuần trước, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập đã ca ngợi những thành tựu và khen ngợi các quan chức ở Tây Tạng. Tuy nhiên, ông Tập cũng nói rằng cần thêm nhiều nỗ lực hơn nữa để làm giàu và tăng cường tinh thần đoàn kết trong khu vực này để chống lại Ấn Độ, bởi vì trong vài tuần tới, nhiều khả năng đụng độ sẽ xảy ra. Tân Hoa Xã cũng dẫn lời ông Tập cho biết rằng một dự án cơ sở hạ tầng lớn và các cơ sở công cộng được hoàn thành ở Tây Tạng là một trong những điều vô cùng tuyệt vời, trong đó có tuyến đường sắt dài tới 10.000 km nối từ thành phố Tứ Xuyên tới Tây Tạng. Các nguồn tin cho biết kế hoạch hạ tầng bao gồm việc hoàn thiện giữa các đường sắt nối Tây Tạng với thành phố Nam Kinh, Bắc Kinh và Quảng Đông, Quảng Tây. Hãng Reuters cho hay Trung Quốc muốn đầu tư nhiều tiền vào Tây Tạng là để cho vùng này bớt căng thẳng với cả Ấn Độ, vì trong vòng 100 năm vừa qua, vùng này liên tục xảy ra đụng độ giữa Ấn Độ, Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, có một cái thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật được ở Biển Đông, đó là việc Trung Quốc liên tục gặp mưa to gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập, bão chồng bão, lũ chồng lũ. Nhưng Bắc Kinh, chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn điều rất nhiều tàu chiến mang theo vũ khí sát thương, vũ khí hạng nặng, tên lửa, tàu chiến, máy bay, giàn khoan ra ngoài Biển Đông để tập trận bắn đạn thật. Mục đích của phía Trung Quốc là dương oai, thách thức các nước trong khu vực, đồng thời thách thức thế giới. Điều nguy hiểm đang diễn ra ở ngoài Biển Đông đó là tàu hải cảnh của phía Trung Quốc cùng một dàn tàu hung dữ như tàu dân binh, tàu dân phòng, tàu ngụy trang đánh cá lao ra ngoài Biển Đông để tập trận bắn đạn thật, tranh cướp lãnh hải của nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Campuchia. Rất nhiều nước đã lên tiếng hành động của phía Trung Quốc khi cho rằng Trung Quốc đang lợi dụng tình hình dịch bệnh ở khu vực Đông Nam Á để cưỡng đoạt Biển Đông. Nhiều người cho biết hành động của phía Trung Quốc là đi ngược lại với những cam kết mà chính quyền ông Tập Cận Bình đã hứa với Liên Hợp Quốc rằng Trung Quốc sẽ đảm bảo sự an ninh cho khu vực biển này. Nhưng thực tế thì vùng biển này đang bị phía Trung Quốc chiếm đóng và tất cả các thông tin liên quan tới tình hình mưa bão, lũ lụt, động đất, vỡ đê, vỡ đập, tình hình ở Biển Đông liên quan tới phía Trung Quốc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi cho quý vị khi có thông tin mới nhất và chính xác nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.